Liên quan đến vụ việc một nhóm rapper đã bị học sinh trường Hà Nội Amsterdam cáo buộc là đã đốt sách vở của các em để phục vụ cho việc quay MV, khiến cư dân mạng đồng loạt lên tiếng phản đối. Thì mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra xử lý thông tin này. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, chuyển cơ quan công an điều tra xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc, đồng thời báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 20 tháng 3 năm 2019 và thông tin trả lời báo chí theo quy định. Lãnh đạo nhà trường khẳng định với cơ quan chức năng không cho nhóm rapper thuê mượn phòng học và chỉ biết sự việc khi báo chí đưa tin. Ban giám hiệu nhà trường đã rà soát, kiểm tra tất cả các bộ phận công tác để làm rõ sự việc và xác nhận do sơ suất của bộ phận bảo vệ nhà trường trong việc kiểm soát khách ra vào trường trong ngày Chủ nhật 24 tháng 2 nên đã dẫn tới sự việc. Vâng, và bên cạnh đó thì nhiều học sinh cũng khẳng định là mình bị mất sách vở khi mà đến lớp học vào ngày hôm sau. Bàn ghế trong lớp học thì cũng bị xáo trộn so với mọi ngày. Và ngay sau đó thì thành viên của nhóm nhạc là Lê Đức đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Tuy nhiên, lời xin lỗi không chân thành của thành viên này càng gặp phải sự phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng xã hội. Chúng ta cùng điểm qua ngay sau đây. Rõ ràng phải xử lý hình sự vì ít nhất họ đã có hành vi hủy hoại tài sản công dân, dù chỉ là quyển tập, xâm nhập trái phép nếu không có sự cho phép của trường. Chỉ gói gọn trong hai từ trẻ trâu. Học cái hay của người ta không học, khoác hai chữ rapper thì muốn làm gì thì làm sao. Nếu đúng sự thật thì phạt thật nặng. Trong vụ này, cần xác định vấn đề là các đối tượng đến trường thuê địa điểm quay clip theo lời của các em học sinh hay tự ý đột nhập vào nhà trường theo lời khai của nhà trường. Nếu đúng theo lời các em học sinh thì nhà trường phải chịu trách nhiệm. Nếu đúng theo lời khai của nhà trường thì các đối tượng đã xâm phạm công sở bất hợp pháp. Cái lỗi nặng tiếp là hành vi hủy hoại tài sản công dân. Đối với tôi, sách là thứ gì đó rất thiêng liêng. Đốt sách như là một sự sỉ nhục, không thể chấp nhận được. Khi những hành vi làm lố để gây sự chú ý không bị quản lý, thì nó đã phát triển thêm một bước mới, ngông cuồng. Không thể tin nổi, một nhạc sĩ, ca sĩ, tạm gọi là vậy, viết và hát bài hát đầy những ngôn từ kỳ cục, giờ còn có thái độ, phát ngôn văn hóa như vậy. Dù đúng sai thế nào thì cũng cần một lời xin lỗi chân thành, nên tẩy chay mấy thành phần này cho showbiz bất loạn. Nhảm nhí, tôi ghét nhất là tụ rapper thích to vẻ. Đốt sách đã tệ, lại còn đốt lén sách của học sinh nữa, quá tệ.